quay cái gì? Ra sửa điện, bỏ quay mẹ ở trong cái này. À vâng, có biết. Chặt thằng Chiến. Ừ, hoán trách với gì mà chặt chém nhau đây? Năm ngoái nó chặt hai cơ con. Năm nay con chặt lại. Mày đọc thơ cho mẹ nghe đi con. Hôm qua mơ thấy bố về, ngày mai chắc chắn đề về 82. Thế mày làm gì bên nhà hàng xóm cả chiều cũng về thế? Bọn con đi giải mã sự bí ẩn. Bí ẩn gì mày? Bốn thằng ngồi chơi, ba thằng trắng tay, một thằng hòa vốn. Mẹ thấy có bí ẩn không? Mẹ có muốn có tiền tiêu Tết không? Có chứ con. Để con sang nhà hàng Chiến lấy. Lấy bằng cách nào? Con lấy bằng cái này. Chỉ cần mẹ đầu tư cho con 200k thôi, toàn bộ tiền lì xì của thằng Chiến vào tay mẹ con mình hết. Ô, siêu thế á? Mày mua bim bim dù luôn à? Không, con gạ đánh phỏm. Xin chào Sắc Mình. Xin chào Sắc Tuyết. Chào cậu. Tôi đến đây để kêu gọi 200.000 cho 50% cổ phần của công ty. Với số vốn đó, cậu đầu tư vào đâu? Tôi sẽ đầu tư toàn bộ số vốn đó vào thị trường đỏ đen của ngày Tết. Mặc dù học toán không giỏi, nhưng chỉ cần biết đếm là đã có thể kiếm được tiền. Như xoay y tiết phải không? Đánh ba cây. Mày học thì rốt, bằng không có. Ra đời mình kiếm tiền kiểu gì? Ba cây, tiền nên, phỏm, niêng, đè đoán. Đam mê của mày là gì hả con? Bộ môn số học. Giáo sư toán học. Đập đề, ghi lô. What? Mẹ có tin con có năng lực chuyển đổi không? Thế chuyển thế nào? Từ đống giấy này thành tiền. Mày học được gì từ cờ bạc? Nói anh tao nghe. Cờ bạc, người không chơi là người thắng. Người thắng là người chơi. Các cụ đánh cờ để minh mẫn. Mày đánh cờ để làm gì? Con cũng nâng cao sự minh mẫn. Thế mày chơi cờ gì? Cơ bạc. Nhìn thằng Chiến kia kìa. Tết nhất nó làm ra bao nhiêu được tiền. Mày có đáng xách xem cho nó không? Ôi, sau 6 giờ chỉ biết ai giàu hơn ai đâu mẹ. Việc gì mà hai bố con cãi nhau cứ sắp sửa đánh nhau ấy. Tôi bốc được 7 điểm, nó lại bốc lên con 4 xu. Mày mà bước chân ra khỏi nhà, tao chặt cút chân mày. Ôi mẹ ơi, con ở nhà đánh bạc online luôn. Tiếng Anh thì tốt, con online hay cái gì? Đấy là mẹ chưa biết đến app, dịch tiếng Anh u rồi. Thế có dịch được tiếng Anh thật không? Chắc chắn luôn. Đây, đầu tiên mẹ vào CH Play, mẹ tìm dịch tiếng Anh u cho con. Đó, đây là dịch tiếng Anh u, cài đặt luôn này. Đây là màn hình giao diện của app mẹ ạ. Đây nhá, mẹ ấn vào đây này, có rất nhiều ngôn ngữ để mình chọn này. Đây, con sẽ chọn là tiếng Anh cho mẹ xem nhá. Còn đây nữa, camera này, có thể dịch qua hình ảnh luôn. Đây nha, mình sẽ dùng cái này nha. Đây, thấy chưa? Khoảng 100.000 người đăng ký. Bạn đã được bao xa với người đăng ký của bạn là một người năm ánh sáng, bạn thấy chưa? Wow, app có dịch hình ảnh siêu nhanh luôn con ạ. Đúng rồi, app là dịch hình ảnh cực kỳ là nhanh luôn. Với những game sử dụng toàn tiếng Anh như thế này, chỉ cần sử dụng chức năng dịch nhậm màu là có thể dịch tiếng Anh ngay trong game được rồi. Bấm một chữ U này, kéo vào này, thả ra. Đó, đang dịch này. Among Us là một trò chơi từ đồng đội và sự phản bội này, bạn thấy chưa? Đó, rất là hay luôn. Mày mà không cần biết tiếng Anh mà cũng chơi game được nhỉ? Đúng rồi mọi người ạ. Vậy thì còn chần chờ gì mà không tải app dịch tiếng Anh U về máy ngay. Link tải mình để ở dưới phần mô tả nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.